Anh em biết gì đây chưa? Anh em biết đây là đang phơi phơi cái gì không? Đấy. Anh em để ý xem đây là cái gì nhá. Đang phơi phơi cái gì đây? Đây là cái bộ lồng vè của xe ô tô, lồng vè nỉ đấy. Nhiều anh em sử dụng xe ô tô không để ý cái vấn đề này đâu. Đây là bên em đang tiến hành phơi cho nó khô sau khi mà vệ sinh sạch sẽ, phủ cái vật liệu để nó hóa cứng cái lồng vè thì bên em đang phơi cho nó khô để cho nó về lại form. Đấy, đang phải xếp hàng làm đây anh em ơi. Một bộ của xe Santa Fe này. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy không? Sau một thời gian đi là nó bắt đầu nó mục, nó rủ xuống, nhìn trông nó rất mất thẩm mỹ và nó rất là xấu. Đấy, thì là cái giải pháp hay nhất là khắc phục cái tình trạng này, đó là hóa cứng cái này lên. Đấy, bên kia cũng một đôi đang làm kìa. Nắng này lên thích quá. Nắng này lên làm cái này nó cực kỳ nhanh. Đấy. Anh em mà sử dụng xe ô tô mà bị cái bệnh này nhá thì qua gặp em xử lý được hết, ngon, rẻ, chất lượng.